Đây, đầu tiên thì chúng ta đến với cái viên đá Zircon của chị khách ở Australia ha quý vị ha. Bây giờ em Duy sẽ mời quý vị chúng ta trải nghiệm về cái viên Zircon cam đào. Một cái viên Zircon từ Zircon 15 CT ha quý vị ha. Và sau đó là chúng ta sẽ chỉnh sửa giác lại, đưa về form tròn quý vị ạ. Hiện tại thì cái viên Zircon của chúng ta nó đang ở cái form tròn giác xoàn sao kính lớn hả quý vị ha. Như quý vị thấy thì viên đá khá là tròn trịa, và cái nền cam thì nó tròn đều viên đá hả quý vị ha. Một viên đá hoàn toàn là trong suốt luôn, lửa bung bét nhẹ luôn hả quý vị ha, rất là cân đối. Đây em đưa gần nhận quý vị sẽ trải nghiệm được này. Đó, à viên Zircon của chúng ta khá là đẹp hả quý vị ha. Viên này là của chị khách ở Australia. Khi mà đưa gần cho quý vị sẽ thấy là xung quanh viên đá nó sẽ có những cái như là ngôi sao ha, những cái ngôi sao rất là cân đối đều xung quanh viên đá, quá tuyệt vời, hàng sạch hoàn toàn luôn hả quý vị ha. Đó. Vâng, đá phong thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận và nhìn ngắm những cái viên đá Zircon nè, rồi Tobalundol, và cả những cái viên đá mà chúng ta ít thấy nó trên thị trường, đó là cái dòng Sphenel màu xanh hả quý vị ha. Dòng Sphenel xanh và cả những cái viên Ruby và Sapphire hả quý vị ha. Thì các anh chị bên Mỹ hay gọi là Ruby và Sapphire ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy những cái viên đó, có thể là nó quý vị ít thấy nó trên thị trường vì cái hàng này khá là ít những cái viên mà nó trong và tinh khiết cũng như là những cái giác mài đẹp hả quý vị ha. Phía sau chúng ta còn rất là nhiều những cái viên đó đẹp, thì LNG xin mời quý vị cùng LNG chúng ta cùng trải nghiệm quý vị nhé. LNG xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, và đây là cái kích thước của viên đá chúng ta ha quý vị ha. 12,6 ly ạ. À. Viên Zircon cam đào 12,6 ly cũng khá là to ha quý vị ha. Thường thì với cái dòng cam Zircon cam như thế này thì nó nước đen rất là dày đặc và nó khó có những cái em sáng như thế này. Ở cái kích thước to như thế này ha quý vị ha. Và đây là cái viên đá Zircon mà đặc trưng và là viên duy nhất mà hiện tại LNG cho ra ha quý vị ha, với kích thước là 12,6 ly và khá là sáng, khá là rực hả quý vị ha. Viên đá đẹp hết chỗ chơi luôn quý vị ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta đến với một viên nữa của không, vài viên nữa hả quý vị ha, cũng của khách từ bên phía chúng ta đặt. Rồi thì mời cả nhà của chúng ta cùng LNG chúng ta trải nghiệm về những cái viên đá tiếp theo ạ. Vâng, tiếp theo là đến với một viên Zircon cam đào nữa, cũng do một vị khách của chúng ta ha quý vị ha. Một vị khách của chúng ta cũng đặt cái viên Zircon cam đào, và LNG đã lựa ra một cái phôi Zircon cam đào khá là to để mài cho anh ấy. Và như quý vị thấy trước mắt chúng ta thì cái bông trắng ở trên cái viên Zircon khá là đều hả quý vị ha, khá là đều, khá là đẹp. Và bên trong chất đá thì như quý vị có thể thấy là chất đá khá là trong, tinh khiết hả quý vị ha. Và những cái viên Zircon như hồi nãy giờ chúng ta thấy hai viên hả quý vị ha, hai viên Zircon cam đào mà nãy giờ chúng ta thấy thì nó hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên, bao giám định trên bất kỳ
trung tâm nào trên thế giới này không quý vị ha. Thích thì giám định bên GA, thích thì giám định BNG, vân vân và vân vân ha. Quý vị có thể giám định bất kỳ trung tâm nào. Vì hàng chúng ta là hàng thiên nhiên hoàn toàn từ gốc đến chân luôn. Và về cái viên này thì như LNG sẽ dùng ngón tay của mình đưa lên để cho quý vị cùng đồng kiểm chất ha quý vị ha. Để chúng ta đồng kiểm chất viên đá của chúng ta khá là lành, sạch, đẹp. Giác thì quý vị có thể thấy là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 khá là cân đối và đều ha. Một viên si công cam đào cực chất luôn. Rồi giờ thì chúng ta qua đến những cái viên nữa. Rồi chúng ta đến với cái lô mà Sapphire màu xanh của chúng ta ha quý vị ha. Kèm theo đó là cái lô Sapphire, Sapphire hồng và lẫn cả Sapphire tím, Sapphire xanh và Ruby lục yên. Thì hôm nay có một số hàng lục yên Yên Bái khá là nhiều màu sắc quý vị ạ. Những cái viên đá được thợ chúng ta cân tim làm cho nó tỏa sắc rất là đẹp không vậy ha, vì nó rất là nhiều màu sắc. Rồi thì mời quý vị đến với những cái viên tiếp theo cũng do khách hàng chúng ta đặt không quý vị ha. Hai cái viên di công vừa rồi thì chúng ta đã làm video rồi, và đây là một cái viên Topa lưng đôn. Thì cái phôi này nó là 14 CT xin lỗi quý vị, cái phôi này nó là 2,64 gram. 2,64 gram thì quý vị cứ nhân lên cho 5 ha quý vị ha, nhân cho lên cho 5 là nó sẽ ra cái số CT. Và đây là cái viên viên đá được mài ra từ cái viên thô ha. Đây là giấy giám định của một viên đá thô Topa lưng đôn. Và bây giờ em mời quý vị chúng ta cùng xem về cái viên Topa lưng đôn mà LNG đã mài cho khách hàng của chúng ta. Thì với cái dòng Topa lưng đôn này thì nó rất là tuyệt vời quý vị ạ. Thứ nhất là về độ cứng. Thì nói về độ cứng thì cái dòng Topa lưng đôn của chúng ta nó chỉ đứng sau bốn dòng đá quý lạnh, bốn dòng đá quý thuộc tiếp 1 ha quý vị ha. Bốn dòng đá quý thuộc nhóm 1 đó là kim cương, ruby, sapphire và emerald. Thì như quý vị thấy cái màu xanh hoàng gia ha quý vị ha. Khá là tươi, khá là đậm, khá là đẹp trong cái viên đá. Thì với một cái viên đá Topa như thế này, vừa chuẩn về độ cứng, vừa chuẩn về màu sắc, mà vừa lại là đá thiên nhiên nữa ha quý vị ha, thì trên cả tuyệt vời luôn. Quý vị thấy không, ướm lên cái tay đầy lông như thế này mà đẹp nhức nách. Đấy, cái này lên nhẫn còn đẹp nữa quý vị ạ. Em cho coi luôn cái giác đáy luôn không sao hết, vì cái này cái này nó cũng là giác khá là phổ biến quý vị ha. Chúng ta sẽ phóng to ra để cùng nhau kiểm tra về chất của cái viên Topa lưng đôn mà chúng ta có quý vị ha. Đấy, nó phơi mà cái chữ ơi kéo dài luôn nha quý vị nha. Đó, thấy không, vừa đẹp vừa sang vừa rẻ đó, vừa hỗ trợ phong thủy tốt nữa. Wow. Rồi chúng ta đến với viên giọt nước ha. Thì vị khách này của chúng ta đặt tới hai viên lận, một giọt nước cho con trai nè, rồi một giọt nước cho con gái nữa nè. Thì bây giờ mời cả nhà của chúng ta cùng xem cái viên giọt nước, xong rồi chúng ta lại đến với cái hàng của vùng đất ngọc lục yên Yên Bái quý vị ạ. Nói về vùng đất ngọc lục yên Yên Bái thì chắc hẳn là quý anh chị cũng đều biết rằng là ở nơi đấy không chỉ có những cái viên đá đẹp, mà có những chàng trai, những cô gái khá là xinh hả quý vị ha. Nhưng mà em vẫn thích đá thôi. Rồi ok, bây giờ em sẽ mời quý vị cùng em trải nghiệm về cái viên giọt nước Topa lưng đôn. Wow, một cái màu xanh, với cái màu xanh sáng như thế này thì khi mà quý vị tìm ở Sapphire thì bảo đảm với quý vị rằng là tiền không bao nhiêu là đủ luôn. Kích thước khá là to ha quý vị ha. Nè, em sẽ ướm lên cái mu bàn tay để cho quý vị có thể trải nghiệm được là khi mà chúng ta lên mặt dây chuyền nó nằm ở trên cái bờ ngực của phụ nữ thì nó sẽ khiến cho thon hơn ha, nhìn thấy cái lồng ngực thon hơn là cái thứ nhất. Cái hai nữa là cái tông màu xanh
xanh và đen thâm thẳm này nó sẽ chổi ngược với cái làn da trắng, nó sẽ làm nổi bật da của phụ nữ kèm với viên đá ha quý vị ha. Và đặc biệt là những cái dòng xanh đen này thì quý vị chỉ có thể dùng trên vàng trắng 14K thì nó có một cái sự chổi tông khá là đẹp ha. Điều đó thì em chắc chắn với quý vị luôn. Rồi, chúng ta qua và chúng ta đến với những cái viên đá của vùng đất ngọc quý vị ạ. Bây giờ chúng ta lại đến với cái chỗ đá của Lục Yên Bái mà hôm nay Quyền em đã mài ra cho M&G hả quý vị ha. Thì bên bên phía từ đây đổ qua bên phải của chúng ta là hàng Sphinel. Còn bên này là Ruby và Sophie hả quý vị ha. Các anh chị mà ở bên bên Mỹ á thì thường hay gọi về cho M&G. Thì Ruby thì các anh chị gọi là Ruby, còn Sophia thì các anh chị bảo rằng là Sophie hả quý vị ha. Thì em không phải là nhại giọng nhưng mà em có thể là nói vậy để cho các anh chị dễ hiểu hơn. Bên này là Ruby và Sophie, còn bên này là Ethereum hả quý vị ha. Tên hay gọi vui là Sphinel. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lô Sphinel xanh hả quý vị ha, đầy bất ngờ luôn. Rồi MNG sẽ phóng to ra hả quý vị ha, để chúng ta cùng trải nghiệm những cái bé Sphinel của chúng ta. Đấy. Thì như quý vị thấy thì cái hàng Sphinel Lục Yên Bái, những cái viên xanh đậm và sáng như thế này thì nó không nhiều quý vị ạ. À. Không có hàng nhiều, cũng không có hàng to hả quý vị ha. Hầu như là nó khan hiếm dần do cái nhu cầu của người của khách nước ngoài, họ lại yêu thích nó, và kể cả Việt Nam chúng ta cũng vậy, nên thành ra mấy ẻm thì càng lúc càng khan hiếm đi thôi quý vị ha. Và như trước mắt chúng ta thì quý vị có thể thấy là cái màu xanh, những cái dòng đá màu xanh thì bảo đảm rằng là rất nhiều anh chị thích luôn. Thì trước mắt chúng ta là cái lô Sphinel nè, từ màu xanh đậm cho đến màu xanh nhạt thôi quý vị ha. Ở đây chưa có màu xanh cobalt, và chắc chắn là sắp tới chúng ta sẽ có quý vị ạ. Đấy. Thì hộp này thì LNG là lựa ra những cái viên tròn vừa mới mài. Còn đây là cái hộp mà những cái viên oval hả quý vị ha. Những cái viên oval vừa mới mài. Thì tại sao LNG lại bỏ vô hộp đen để cho quý vị có thể không bị ảo giác khi mà nó lên hộp trắng hả quý vị ha. Vì khi lên hộp trắng thì sẽ khiến cho cái viên đá của chúng ta, như em chỉ nói, so với cái bạch kim ấy thì nó trở nên sáng và rực hơn. Thì không muốn đánh lừa thị giác của quý vị ha. Khá là đẹp, những viên Sphinel khá là to ha. Và hộp này là hộp oval quý vị ạ. Và chúng ta đến với cái hộp từ lưa từ lưa hạt dưa. Đây. Như ở đây thì quý vị có thể thấy là ở giữa màn hình chúng ta có cái màu xanh mà nó đổ qua màu xanh chàm á quý vị. Đó. Và kế bên á, bên trái là một cái viên oval chữ nhật. Và phía bên dưới chúng ta là một cái viên giọt nước khá là đẹp luôn hả quý vị ha. Ôi hàng Sphinel xanh. Làm anh hoang mang. Sphinel xanh làm anh hoang mang. Và ba viên Sphinel hồng nằm bên tay trái của chúng ta hả quý vị ha. Viên Sphinel vuông cũng đẹp nữa nè. Viên Sphinel hình chữ nhật cũng đẹp nè hả quý vị ha. Wow, rất là gắt. Rồi thì bây giờ chúng ta lại đến với những viên cao cấp hơn. Những viên cao cấp hơn. Thì trước đến giờ thì em đi thường hay làm những cái video về sapphire của Phan Thiết và sapphire của Buôn Hồ. Nay chúng ta lại xem qua những cái viên sapphire của Lục Yên Bái chúng ta hả quý vị ha. Một cái dòng sapphire của vùng đất ngọc đã mang đến khá là nhiều tên tuổi cho dòng ngọc của Việt Nam chúng ta. Thì như quý vị thấy ha, đây LNG không nói chơi luôn. Cái viên này thì quý vị sẽ thấy được ở bên trong viên đá có nào là sapphire xanh nè, lẫn cả sapphire hồng ha quý vị ha. Còn kế đến là một viên sapphire xanh. Xanh này có được gọi là xanh chân tâm không ta? Trông khá là đẹp ha quý vị ha. Kế đến là viên pin sapphire sapphire hồng hả quý vị ha. Pin sapphire sapphire hồng. Kế đến là sapphire tím. Em này tím điểm tìm sim luôn.
Nó là sự kết hợp giữa sapphire hồng và sapphire xanh để cho ra cái màu tím quý vị ạ. Wow, wow, wow. Đây, đây cũng được xem là sapphire tím luôn hả quý vị ha. Vì em ấy sắc sắc xanh, sắc tím nhiều chứ sắc hồng không có. Ồ, kế đến là một cái viên sapphire cũng khá là đặc trưng luôn của Lục Yên Bái chúng ta, nó vừa có màu trắng nè, vừa có màu xanh hero nè, và có cả màu hồng hả vậy ha, ba màu luôn, không khác gì hàng tam tài phước lộc thọ của Buôn Hồ đâu quý vị ạ. À, và kế đến thì chúng ta có sapphire tròn, sapphire xanh, ô rất là nhiều quý vị ha. Rồi thì bây giờ chúng ta lại đến với cái hàng mà đặc trưng, hàng mà các bạn các anh chị ở Lục Yên Bái gọi là hàng cơm màng cháo quý vị. Nhưng mà hàng của chúng ta thì nó ít cháo cơm nhiều đây. Ui là trời, rất là đẹp quý vị ha. Để mà sở hữu được những cái viên ruby và sapphire như thế này thì chúng ta cần phải tìm đến những cái hộ kinh doanh mà ở đó họ có thật là nhiều đá thô, họ có thật là nhiều đá thô và họ có hẳn nơi chế tác và những cái kỹ thuật chế tác, quý vị ha. Nãy giờ quý vị có thể thấy là sapphire, sapphire, ruby và cả ethinel bên chúng ta là không có hàng thiếu đáy nhiều hả quý vị ha. Tỷ lệ thiếu đáy rất là thấp và rất là ít luôn, tỷ lệ bệnh cũng rất là ít luôn. Hàng của chúng ta đa số là nó tròn khối và đá thì rất là đẹp hả quý vị ha, màu sắc hài hòa cộng với cái sự canh tim khá là chuẩn của thợ cho ra những cái viên đá khá là xuất sắc hả quý vị ha. Hàng này thì nó không dễ để có mà xài quý vị ạ. Rồi thì LNC xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau với nhiều chia sẻ thật là thú vị và hữu ích hơn ha, kèm với những cái dòng đá mà có thể rằng là chúng ta chưa bao giờ thấy hoặc là sẽ không bao giờ thấy ha quý vị ha. Rồi thì LNC xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng LNC. LNC cảm ơn quý vị nhé.